chuyện gì vậy? Em bị cướp mất điện thoại rồi. Đuổi theo. Dừng lại! Hai người định làm cái trò gì đấy? Cô ấy là bạn của tôi. Cô ấy bị ngất nên tôi đưa cô ấy về. Các người tưởng tôi không biết à? Mọi hành vi sai trái của các người đã được tôi ghi lại hết rồi. Mày là ai? Tại sao xíu vào chuyện của bọn tao? Giữa ban ngày mà các người dám giở trò cướp bóc à? Thì sao lạ? Mày làm gì ở bọn tao? Làm gì à? Giữ tôi lên! À! Hôm nay mày vẫn cướp được cái điện thoại. Máy này ngon đấy mày ạ, chắc phải bán được 1000 đô. Thì đó, anh em mình phải ăn mừng thôi. Jerry, tớ vừa gặp hai tên cướp, nhưng mà để chúng nó chạy mất rồi. Cậu có biết hai tên này không? Let's go!
đâu hết rồi. Lần sau nhớ cẩn thận nhá. Vâng ạ. Chúng ta về thôi.